cây cây chụp không? Cần chụp không? Vô đi xuống luôn. Mẹ vô áo lại cái xử ra. Lấy áo ra hả? Lấy áo đẹp đi. Đừng có đứng dưới đường để tối là không được. Bà đóng nay nha cha hả vậy? Nhung ma mà. Dạ yeah, đó. Đó. Vô 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 chứ ơi mưa chứ ơi vô vô vô. Có ghế ngồi đâu. Chết ơi mưa. Vô chứ. Đây là cuốn trường. Quá tuyệt vời luôn. Có lời gửi tới các bạn và khán giả không? Hay là khách không? Dạ, em có đôi lời muốn gửi là rồi, nhưng mà mẹ em muốn mọi người hôm nay tới đông cơ mà hôm nay trời nó cũng hơi khó chịu chút xíu nên là em ráng cầu nguyện đi cho nó tạnh mưa luôn đi rồi tụi em xong mà tới khi nào mưa cũng được nhưng mà mọi người hãy nhớ tới tụi em để mọi người tới đây xem tụi em nha. Đây nè. Đây đây là Open Beta là ngày 30 tháng 6 là cũng sắp tới ngày mọi người 10 giờ ngày 30 tháng 6 là sẽ mở Beta nha mọi người. Đây là xã New Tam Phúc Mobi. Đây là game là tụi em là đại diện của ngày hôm nay đó. Xã New Tam Phúc. Mọi người quét cái mã này để vô cái để được down game nha mọi người. Chị ơi, chị ơi. Mưa rồi, chú ơi. Chị thấy con xinh không? Với lại giới thiệu mọi người là em là hoa hậu phở gà nha. Cái ghê. Phở gà phía đà đẹp quá. Em tôi đã đẹp quá trời. Trời ơi, đi. Chầm đấy chi xa. Trời ơi, đẹp quá nha. Em là ủa em dán gì ngay giữa gì? Đây là cái bản bây giờ đó mọi người đâu game á. Anh nào không có chỗ lên lúc nhà ngồi đi. 2 tiếng là có chỗ. Không phải chứ quay nói anh nào không có chỗ là leo lên người em ngồi đi. Bây giờ nay mấy anh ăn con Phương nha, không có ăn em. Chạy nhắc mà ăn gì? Mấy tờ 4 tờ cho tao cái gớt thì mua dấu thì cứ lấy hết 44 ngàn. Mấy tờ? Mấy tờ ạ? Gì mua con một đi. Ê! Rồi, cho một vụ qua nè. Đây nè, em nói phải được nè. Hôm nay là ngày gì? Ngày gì anh cứ nói đi. Đây là ngày tụi em đi quảng bá, quảng bá cho con game là xạ điêu tam khúc của vô game. Tụi em này là sẽ mở cửa vào game kiếm hiệp Kim Dung, chủ đề kiếm hiệp Kim Dung. Thì đây các mọi kiểu mọi người có thể thấy ở đây là sẽ mở cửa chính thức, mở game chính thức vào 10 giờ ngày 30 tháng 6 là cuối tháng này. Mọi người có thể theo dõi và tải về chơi thử nha, nếu mà mọi người có đam mê gọi là kiếm hiệp Kim Dung. Sẽ có những cái nhân vật như là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, bên đây là có Hoàng Dung, còn một cái tiểu chi ngoài kia đang cầm rồi.
mọi người chú ý vào quét mã QR code để theo dõi. Thì khi mà mình tải cái em này về, khi mà cái ngày Vita đó thì nó có những cái chương trình khuyến mãi không ạ? Có những cái phần quà gì mà dành cho những game thủ không anh? Hiện tại thì mình đang cho đăng ký sớm trên trang chủ fanpage của game. Thì các bạn cứ quét mã này để đăng ký sớm thì sẽ tới lúc mà thời gian mở game thì sẽ nhận được phần quà dựa trên số lượng đăng ký sớm hiện có nha. Tức là càng nhiều người đăng ký thì quà càng lớn. Sẽ có những cái phần quà mà độc quyền chỉ có ở mấy chủ Việt Nam mới có thôi. Đó rồi, cảm ơn nha mấy anh. Rồi, cảm ơn mấy anh nha. Coi rồi cho tụi em biết về cái game này nha. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Đó, bây giờ là Thu Phương đang quá trang như quý vị nha. Mùi lớn lắm cầm dâm mà tám người dậy vợ vô, ba người vợ vô đây chồng đi, chỉ ngồi mà làm trăm hai cọc lần trăm hai đếm có 71 tờ không? Cho chị vô chồng thì nói chị vô cho mấy chị nhìn tất bạn mình gần. Hôm nay thì ở tại 258A đường Nguyễn Tiểu La quý vị, thì hôm nay có cái chương trình Codeline, thì có nhiều nhân vật quá thân, cô Long Dương quá, Triệu Mẫn rồi rất là vui nha quý vị nha. Thì mới cái giờ này thì Lan Quý Phường cũng đã vỡ trận rồi quý vị, tranh thủ đến sớm thì để có chỗ ngồi mà xem những cái chương trình biểu diễn hấp dẫn và vui nhộn nha quý vị nha. Quý vị nhớ xem video và ủng hộ mình, đăng ký và nhấn like ủng hộ mình nha quý vị nha. Hai bạn riêng đó nha. Hết chơi gì chết. Hôm nay là gì chất nổi tiếng nữa đó nha. À, thằng Lâm nó biết chỗ lấy số á, đội qua. Để tao đâm vô mình lấy. Còn muốn không chở đi theo, chở và đi lấy nè. Trời ơi, sao kịp. Từ đó anh qua hết là thời gian rồi. Nhưng mà sợ giờ không kịp, lát vô dây viễn rồi sao mà gì chất đánh với số kịp. Không kịp á. À, cái Ngôn Ngân. Điện thoại kêu nó đem qua. Ngôn nè, cho nó đem qua. Đúng rồi, bây giờ con mà còn nhiều mà. Còn nhiều lắm, biết trong vỏ nó lục mà. Thôi được rồi, chứ là thăm là thăm á.